Rồi mấy ngày nay không có cái gì để quay, mình ra hit mình xem nhiều chiếc xe, trong đó có chiếc xe mà rất là nhiều anh em đam mê mô tô mới tập chơi rất là thích, đó là chiếc gì các bạn? Chắc các bạn cũng nhận ra nó rồi. Đầu tiên là phần đèn giò tròn LED 2 tầng và xi nhan LED rất là sáng, nổi bật, rất hiện đại. Một phong cách tân cổ điển. Rồi, mình sẽ quay xung quanh cho các bạn xem nha. Đầu tiên là cái phần yếm, yếm trước. Cặp phuộc xô qua màu vàng nhạt. Hành trình phuộc khá là dài, ti phuộc rất là to. Và tất nhiên có ABS các bạn ơi. Con heo dầu Nissin. Con rất là nhiều thứ trên xe nha. Két nước khá là lớn. Rồi, dây thắng ABS luôn. Và chiếc xe của chúng ta đó là CB300R 2020 nha các bạn. Mình đang quay cho các bạn coi ở một cái hit ngay số 1 Quang Trung, đó là hit Việt Thái Quân 3 nha. Hit Việt Thái Quân có nhiều nơi nhưng mà cái ngay số 1 Quang Trung Gò Vấp là trung tâm của thành phố ngay trung tâm Gò Vấp luôn. Bình xăng này chứa được rất là nhiều lít, đi được khoảng 300 km mỗi lần đổ đầy. Thanh tay lái bên phải nó có cái tắt động cơ khẩn cấp và nút đề. Bình dầu thắng 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 bình dầu á. Rồi bên đây là có nút kèn, còi, nút passing phía trước, tắt mở và đồng hồ full LCD. Có nút tinh chỉnh bên trái, hai nút tinh chỉnh nha. Và cái chìa khóa dạng cơ. Chưa có smart key nha các bạn. Mấy chiếc xe này thì chắc các bạn cũng không cần đến smart key đâu. Bình xăng gồ ghề, góc cạnh rất là đẹp. Cái này mua về dán thêm nữa. Ở phía sau mình rất là kết, đó là cái đèn hậu LED và cái yên cho người ngồi sau rất là to bản, cũng như là một cái đuôi vuốt nhọn khá là, và cặp phuộc sau rất là đỏ. Mình kết nhất đó là cái bô rất là hầm hố, cổ bô ra rất là lớn. Bên cạnh đó có một cái gấp sau cũng trang trao chuốt rất là nhiều. Mấy chiếc Exeter Winner rất là muốn đi theo cái phong cách này. Và chúng ta thấy có cái đĩa ABS cũng như là cái cụm thắng ở đây. Phong cách Neo Sport Cafe này, trang bị trên động cơ này. Công suất tối đa là 30,9 mã lực tại 8.500 vòng và mô men xoắn là 27,5 Nm tại 7.500 vòng. Động cơ này xi lanh đơn nha các bạn. Dung tích 286 cm khối. DOHC là mát bằng chất lỏng, phun xăng điện tử kết hợp với hộp số 6 cấp. Ở thế hệ mới nhất 2020 này thì hầu như là đã được tối ưu rất là nhiều rồi. Xe có khả năng đạt tốc độ tối đa 160 km/h. Rồi, những cái điểm khác biệt đó là khung gầm mới 151 mm, động cơ được có tinh chỉnh. Khung xe dạng kim cương, thép ống gia công mới. Rồi, đèn LED 2 tầng bắt chước theo cái chiếc CB1000. Đồng hồ thì hiển thị tốc độ vòng tua, nhiệt độ máy, hành trình một cách rõ ràng. Này là cái chỗ để dắt xe, cái cọng dây đó để dắt xe đó, chứ không có cái chỗ để chúng ta rỉ xe đâu ha. Rồi, cảm ơn các bạn. Nếu các bạn thấy hay thì các bạn cho mình một đăng ký kênh. Các bạn có thắc mắc về giá thì mình comment phía dưới luôn nha. Giá xe là 144 triệu. 144 triệu bao giấy tờ thành phố nha các bạn.